Chiều 11 tháng 9, Olympic Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF. So với ngày đầu hội quân, đội vừa có sự bổ sung của thêm một cầu thủ đó là Trần Đam Hải, nâng tổng quân số tập luyện lên 12 người. Trong khi chờ đợi có đủ quân số cần thiết, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho chuyên gia thể lực củng cố thật kỹ nền thể lực cho nhóm cầu thủ hiện tại, đồng thời tính toán giải pháp để hồi phục thể trạng một cách nhanh nhất cho nhóm các cầu thủ sẽ lên hội quân sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024. Nhằm giúp đội tuyển Olympic Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với ông Jose Brandi Regato Neto, chuyên gia thể lực người Brazil. Ông Jose từng làm việc tại các câu lạc bộ Botafogo, Fluminense, Vasco de Gama của Brazil, sau đó sang UAE làm việc tại câu lạc bộ Dibba Al Hissport. Ông cũng từng đồng hành với U17 Việt Nam tại vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện mỗi ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 13 tháng 9, đội sẽ được bổ sung thêm các cầu thủ hoàn thành thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Đến ngày 16 tháng 9, đội sẽ lên đường sang Hàng Châu Trung Quốc để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào ASEAN 19.